đảo thần chết, nơi vẫn lưu truyền câu chuyện đẫm máu kinh hoàng. Một hòn đảo hẻo lánh ở Myanmar đến nay vẫn ẩn chứa nhiều nỗi sợ hãi với bất cứ ai khi nhắc tới tên. Nơi này được mệnh danh là đảo tử thần bởi những câu chuyện chết chóc đẫm máu từng xảy ra tại đây. Đảo Ramri còn gọi là đảo Yangbai hay đảo Yangbai, là một đảo ngoài khơi ở Rakhine, Myanmar, diện tích đảo khoảng 1350 km vuông. Khu rừng hẻo lánh trên đảo Ramri chính là nơi tạo nên nỗi hoảng sợ ám ảnh với bất cứ ai khi đặt chân tới nơi đây là địa bàn sinh sống của loài cá sấu nước mặn. Loài bò sát này có thể nặng đến 1.000 kg, dài 7 mét. Theo tạp chí National Geographic, đây chính là sinh vật ăn thịt người nhiều nhất trong tự nhiên. Chính trong những khu rừng ngập mặn trên đảo Rakhine là nhà của loài bò sát đáng sợ này. Đến nay, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện đẫm máu có thực từng xảy ra trên đảo vào thời điểm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đó là vào khoảng năm 1945, khi quân đội Anh đưa nhóm quân đội Nhật vào rừng sâu trong số khoảng 1.000 binh lính Nhật vào rừng, chỉ một nửa số người sang được bờ bên kia, còn lại được cho là bị cá sấu tấn công, ăn thịt. Sự kiện này hiện vẫn được ghi trong sách kỷ lục Guinness Thế Giới về việc nhiều người tử vong nhất trong một vụ cá sấu tấn công, đồng thời, thảm kịch được nhà tự nhiên Bruce Stanley Wright đồng thời là một binh lính anh tham gia trận chiến, mô tả lại trong cuốn, phát họa cuộc sống hoang dã gần và xa, xuất bản năm 1962. Câu chuyện gây ra rất nhiều tranh cãi khiến hòn đảo được nhiều người biết tới nhưng một sự thật đó là loài cá sấu nước mặn ở ramri nổi tiếng hung hãn chúng có tính lãnh thổ cao sống với số lượng lớn báo động quanh ramri và không kén ăn loài bò sát này ăn bất cứ sinh vật nào lạc vào lãnh thổ của mình thậm chí là con người khi lượng cá sấu trong khu vực tăng lên số người tử vong không nghi ngờ gì chính là con mồi của chúng bên cạnh đó ramri từng trải qua những hoạt động núi lửa với chiều hướng gia tăng kết hợp cùng nhiều yếu tố tự nhiên khác biến cá sấu nước mặn ở đây được xếp hạng một trong những loài nguy hiểm nhất. Không chỉ có những hung thần cá sấu nước mặn, Ramri còn là nơi cư trú của giống ruồi xanh, mũi mang mầm bệnh sốt rét và bọ cạp. Hiện tại Ramri đã bình yên hơn so với quá khứ, nhưng những con cá sấu đầm lầy vẫn còn đó, như nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh và sự khắc nghiệt của tự nhiên. Hoàng Hà Theo giờ The Cantership trên Express